Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Ông Thanh Bãi, 197 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội. Hôm nay thì em sẽ cùng cả nhà khám phá 15 album hay nhất trong sự nghiệp của nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên. Cô được mọi người biết đến với các hoạt động âm nhạc nghiêm túc, chuyên nghiệp và được đầu tư kỹ lưỡng với dòng nhạc nhẹ, nhạc xưa từ khi chính thức khởi nghiệp vào thập niên 2000. Lệ Quyên ghi dấu ấn với chất giọng trầm, khỏe và đặc biệt thành công với những nhạc phẩm nổi tiếng của những nhạc sĩ như Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn, Thái Thịnh và Lam Phương. Trong số 15 album ngày hôm nay thì em sẽ để riêng 8 album đầu tiên sẽ là những album đĩa 8 bản F1 phối đúc lòng trắng loại 150.000 một đĩa cả nhà nhá. Em sẽ để tách ra như này để cả nhà có thể dễ phân biệt này. Những chương trình đĩa 8 bản F1 này thì lúc nào có sẵn hàng nhá. Còn bên này thì sẽ có một số album đĩa gốc loại 250.000 phát hành bởi Viết Tân Studio, bên này là loại 350.000. Những chương trình đĩa gốc thì sẽ phát hành theo số lượng giới hạn thôi và cũng là tùy từng đợt hàng, không phải lúc nào có sẵn thì các bác nhớ nhanh tay giúp em nha. Bác nào quan tâm những chương trình đĩa trong số những album ngày hôm nay có thể nhắn tin qua Zalo bên em là 0912906897 để em xóa đĩa cho mình. Bên miễn ship CD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000, hoặc bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc là từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm ạ. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Giọng ca gốc Hà Nội sinh năm 1981 này bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp bằng album đầu tay Giấc Mơ Có Thật phát hành vào năm 2004, mang về thành công vang dội sau quãng thời gian 6 năm miệt mài ca hát tại các phòng trà ở thủ đô và trong Sài Gòn. Ở trong album đầu tay của Lệ Quyên này, Giấc Mơ Có Thật, các bác sẽ bắt gặp ở những ca khúc như là Về Bên Em, Thôi Đừng Chiêm Bao, Hãy Trả Lời Em, Tim Em Là Của Anh, Trăng Chiều, Phút Giây Hạnh Phúc, và đặc biệt là cái bản hit Giấc Mơ Có Thật phát hành bởi Viết Tân Studio, album có giá là 250.000 cả nhà nhá. Album đầu tay cũng như là album ghi dấu ấn sự nghiệp của Lệ Quyên luôn. Địa chính hãng phát hành bởi Viết Tân Studio, 250.000. Ở trong những năm tiếp theo của thập niên 2000 thì Lệ Quyên cũng đã phát hành một chuỗi các sản phẩm âm nhạc thành công về mặt chuyên môn lẫn thương mại. Điển hình trong đó phải kể đến là Lệ Quyên Acoustic, một album rất là nhẹ nhàng, rất là sâu lắng. Album này thì cũng có giá là 250.000 ở nhà nha. Những ca khúc như là Mưa Ngâu này, Giấc Mơ Mùa Thu, Nếu Xa Nhau, Tinh Khôi Một Ngày, Nỗi Nhớ Mùa Đông, Chân Tình hay là Xa Rồi Tuổi Thơ. Bác nào thích nghe cái dòng nhạc acoustic nó nhẹ nhàng chậm rãi thì có thể tham khảo album phát hành bởi Studio Tuấn Trinh này nha, giá 250.000. Đây cũng là một trong những album hiếm hoi mà Lệ Quyên hát thể loại acoustic đấy ạ. Tiếp đến thì còn có một album vol 4 của Lệ Quyên, đó là Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Cái ca khúc này thời sinh viên rất là nhiều bạn trẻ thích này, và trong số đó có cả em luôn. Trong album này còn có một số bài khá là hay nữa nha, như là Hãy Để Em Ra Đi này, Ngôi Sao Nhỏ này, hay là Tìm Lại Lần Nữa cũng rất là ok. Album vol 4 của Lệ Quyên phát hành bởi Viết Tân Studio, địa chính hãng ở nhà nhá, cũng có giá là 250.000. Và hôm nay thì em đã phải để riêng những cái album đĩa gốc ra để cả nhà tránh bị nhầm lẫn với những cái loại đĩa F150. Một album tiếp theo, album Dòng Thời Gian, cũng phát hành bởi Viết Tân và có giá là 250.000 đây. Ở trong album này thì có một số bản nhạc tình như là Mắt Biếc này, Bản Tình Cuối này, Dấu Tình Sầu, Đêm Đông, Xóm Đêm, Niệm Khúc Cuối, và đặc biệt là ca khúc Nửa Hồn Thương Đau. Các bác có thể thấy rằng là Studio Viết Tân họ làm bìa đĩa các thứ rất là đẹp, rất là chỉn chu luôn, rất là cầu kỳ. Mình cầm cái bìa đĩa lên thôi đã cảm giác là muốn nghe thử ngay rồi. Đó, đây là đĩa bên trong các bác nhá, có rất là nhiều hình ảnh này rồi, thì cả clip bài hát các thứ, lời bài hát nữa cơ, để về các bác có thể mình mày mò thêm nha. Tiếp đến thì từ năm 2010 đến nay thì Lệ Quyên đã phát hành một chuỗi các ấn phẩm nhạc xưa đặc biệt mang tên là Khúc Tình Xưa. Tính đến thời điểm hiện tại thì cô đã phát hành Khúc Tình Xưa đến album vol 5 rồi. Và cả 5 vol thì em đều đánh giá là rất là chất lượng, rất đáng để các bác mua để thử loa. Đây cũng là 5 album được biết đến nhiều nhất của Lệ Quyên luôn đấy ạ. Khúc Tình Xưa 1, 2, 3, 4, 5. Em sẽ bắt đầu đi lần lượt nhá. Những chương trình này thì đều đồng giá loại 150.000 thôi. Mở đầu với album Khúc Tình Xưa 1 này. Em nhớ là trong cái thời gian đầu mà cái album Khúc Tình Xưa này phát hành là đi đâu cũng thấy nhà nhà thử nhạc của Lệ Quyên luôn. Và gần như là cái loạt Khúc Tình Xưa trở thành cái dấu ấn cho tên tuổi của Lệ Quyên luôn. Trong album vol 1 sẽ có những ca khúc Mưa Nửa Đêm, Tình Lỡ, Sầu Lẻ Bóng, Đồi Thông Hai Mộ, Em Về Kiểu Mưa, Tình Đời, Hàn Mặc Tử, Mùa Đông Của Anh. Những ca khúc nhạc vàng, nhạc xưa rất là quen thuộc và được Lệ Quyên hát phối lại cực kỳ là hay. Thu âm, hòa âm, phối khí
chuẩn cực kỳ luôn các bác nhá, phát hành bởi Viết Tân Studio. À, đây là cái album loại 150 thôi, tái bản dòng trắng thôi. Còn nếu mà chương trình đĩa gốc sẽ có giá 250, tuy nhiên thì đĩa gốc hiện tại thì đang không có hàng, hãng đã ngừng phát hành rồi. À, nếu mà trong đợt tới nếu mà có thông tin hàng về tiếp thì em sẽ đăng Zalo cụ thể hoặc là em sẽ đăng trên Facebook nha. À, album Lệ Quyên khúc tình xưa 2 có tên là Trả Lại Thời Gian này cũng rất là hay. Album này thì hiện tại cũng đã không còn đĩa gốc nữa rồi và các bác có thể chơi cái đĩa F1 loại 150 như này thôi, cũng rất là ok rồi. Sầu tím thiệp hồng, ai khổ vì ai, sao em nỡ vô tình, mưa rừng, nửa đêm ngoài phố, nếu em đừng hẹn, và đặc biệt là các khúc không giờ rồi. Đây là cái phôi đĩa bên trong cả nhà nhá. Dù là đĩa F1 thôi, loại tái bản thôi ấy, nhưng mà trông vẫn cũng rất là chất lượng. Và cái chất âm của đĩa này thì cũng phải 8 trên 10 hoặc là 9 trên 10 so với đĩa gốc rồi. Trừ khi là các bác nào có tai nghe rất là tinh hoặc là có những cái bộ sàn quá là high-end, quá là đẳng cấp thì mới phát hiện ra được cái sự khác nhau ở đó. Album Khúc Tình Xưa 3 cũng là một album rất là hay với những cái bản nhạc bolero rất là nổi tiếng như là Ai Cho Tôi Tình Yêu, Câu Chuyện Đầu Năm, Hoa Nở Về Đêm, Đêm Tâm Sự, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, và đặc biệt em rất thích trong này là bài Sương Lạnh Chiều Đông. Không hiểu sao mà Sương Lạnh Chiều Đông em nghe rất là nhiều những ca sĩ hải ngoại hát rồi, tuy nhiên thì Lệ Quyên hát lại mang một cái màu sắc cũng như là mang một cảm xúc rất là khác biệt luôn. Mấy cái đĩa khúc Tình Xưa 1, 2, 3 này thủ loa rất là phê các bác nha, hòa âm hay, bát chép đánh rất là căng, thành ra là mình thử tiếng vào loa hoặc là vào những cái bộ dàn nhỏ là phê thực sự luôn này. Album Khúc Tình Xưa 3 này nhá. Album Khúc Tình Xưa 4 hay còn gọi là Lệ Quyên Lam Phương cũng là một album rất là chất lượng với những sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương như là Biển Tình này, Kiếp Nghèo, Trăm Nhớ Ngàn Thương, Thành Phố Buồn, bài Tango Trong Em, và trong này có bài Phút Cuối em thấy cũng rất là ok. Trước đây thì Lệ Quyên hát cũng rất là nhiều thể loại nhạc, nhạc nhẹ, nhạc tình. Tuy nhiên thì với cái loạt Khúc Tình Xưa với thể loại nhạc bolero này thì được anh em Audiophin đánh giá rất là cao luôn. Và kể cả người hâm mộ cũng rất là ủng hộ Lệ Quyên tiếp tục ra những sản phẩm bolero như này, vô cùng là chất lượng, vô cùng là hoàn thiện, chỉnh chu. Album mới nhất trong cái bộ sưu tập Khúc Tình Xưa của Lệ Quyên sẽ là Lệ Quyên Hẹn Hò, album Khúc Tình Xưa 5. Hôm nay thì em đã vô tình có được cả cái bản F1 và cả bản đĩa gốc để cả nhà so sánh thử nhá. Cái bài hát với cả cái chất lượng bên trong thì gần như là không phân biệt được đâu. Các cái bài này rồi thì bìa đĩa thì các bác có thể phân biệt như này. Đây, đây là cái đĩa gốc chính hãng bởi Viết Tân thì họ làm rất là đẹp đương nhiên rồi. Đĩa chính hãng đắt tiền hơn, album này là 350 này. Khúc Tình Xưa 5 có tem mác các thứ đầy đủ. Cũng từng đấy bài thôi. Đây, mở ra đây, mở ra thì có thêm list ảnh. Em rất thích ở những cái album mà Lệ Quyên làm ở Viết Tân, đó là có những cái list bài hát rồi list ảnh rất là nhiều để về các bác có thể chụp ảnh đăng lên mạng, check in Facebook các thứ này, rồi thì khoe bạn bè. Đó, thì đây là đĩa gốc 350 này, còn đây là cái đĩa F1 đây, thì nó hợp lý hơn thôi. Đó, thì tùy điều kiện của các bác có thể chơi F1 như này cũng được, hoặc là mua hẳn đĩa gốc mới nhất nha. Ở phía dưới thì em còn có một số album theo các cái chủ đề nhạc sĩ của Lệ Quyên phát hành như là những chủ đề Trịnh Công Sơn này, chủ đề Vũ Thành An các thứ, thì bây giờ mình cùng xem tiếp nào. Lệ Quyên Tình Khúc Trịnh Công Sơn, trong album này thì có rất là nhiều sáng tác hay như là Du Ta Ngậm Ngùi này, Biển Nhớ, Mưa Hồng, Gọi Tên Bốn Mùa, Diễm Xưa hay là Còn Tuổi Nào Cho Em. Các bác thử nghe nhạc Trịnh mà nghe Lệ Quyên hát thử xem sao nha. Em thấy có khá là nhiều bác khách bên em là thích album này đấy. Có thể là em thì cũng chưa nghe thử hết đâu, nhưng mà có thể là đĩa này rất là hay cho nên là nhiều bác khách mới hỏi. Album đĩa F1 đây, 150 đây. Đĩa gốc thì có giá là 350 cả nhà nhá. Tuy nhiên thì đợt này cũng đang không có hàng đâu. Chắc là đợt tới nếu mà về thêm thì em sẽ đăng thêm. Lệ Quyên Nỗi Nhớ Mùa Đông cũng rất là hay với những bản nhạc tình nhẹ nhàng này. Trong này thì em thấy có Xa Rồi Tuổi Thơ, có Hoa Sữa, Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội, Biển Cạn, Chia Tay Tình Đầu, Giấc Mơ Mùa Thu, hay là Con Đường Màu Xanh, phát hành năm 2018. Album tái bản F1 cuối cùng sẽ là album Lệ Quyên Nửa Hồn Thương Đau, một album nhạc tình, nhạc nhẹ. Những ca khúc như là Bản Tình Cuối, Xóm Đêm, Thu Ca, Dấu Tình Sầu, Mắt Biếc, Cô Đơn, Dư Âm hay là Xin Còn Gọi Tên Nhau. Các bác để ý thì sẽ thấy rằng cái album này nó hơi giống với cái album Dòng Thời Gian vừa nãy. Đó, đây này, hai album này nó hơi giống nhau. Thì đây chính là phiên bản gốc, còn đây là phiên bản F1.
Đó thì để cả nhà có thể so sánh như vậy. Gốc thì đương nhiên nó xịn xò hơn, đắt hơn, vì nó đẹp hơn. Tuy nhiên thì bác nào muốn mua nó vừa tiền mà mình vẫn nghe được chất âm loại tốt thì có thể tham khảo đĩa F1 như này, 150 thôi. Đây em còn nốt 2 album nữa để mình kết thúc clip thôi. Hôm nay thì thực sự là những album này vẫn chưa đủ đâu, 15 album vẫn chưa đủ hết đâu các bác nhá. Vì số lượng đĩa của Lệ Quyên phải tầm hơn 20 đĩa cơ. Còn một số album nữa thì hôm nay em không có mặt ở đây để mà quay clip cùng. Thì thôi mình sẽ hẹn ở clip khác. Album tiếp theo là Lệ Quyên Thái Thịnh, album tên là Còn Trong Kỷ Niệm, có giá là 350, phát hành chính hãng bởi Viết Tân Studio. Rất là đẹp luôn, cầm cái bìa em còn lúc đầu em còn tưởng đây là cái đĩa DVD cơ, đĩa hình cơ, bởi vì họ làm bìa rất là to. Thì không, đây là cái đĩa CD, đĩa tiếng thôi nhá. Nhưng mà bài các ca khúc trong này thì đều là những ca khúc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thái Thịnh, như là Còn Trong Kỷ Niệm này, đặc biệt là bài Duyên Phận này, hay là Chuyện Tình Đã Xưa này. Cả nhà xem thử clip bài giúp em nhá. Người Quen Trốn Cũ này. Trời, cầm cái bìa lên rất là xịn sò luôn. Dày đẹp. Và trong này thì rất là nhiều tranh ảnh cho các bác về mà ngắm nhá. Album cuối cùng để kết thúc clip ngày hôm nay có tên là Tình Khôn Nguôi, album Lệ Quyên Vol. Thứ 6 nếu em nhớ không nhầm. Đúng rồi, đây là Lệ Quyên Vol. 6 luôn, phát hành năm 2018 này. Ở trong này thì sẽ có những ca khúc như là Tình Khôn Nguôi, Chính Em này, rồi thì Yêu Thương Một Đời này, Giận Thì Giận Mà Thương Thì Thương này. Trời, cái chữ trong này họ viết viết cách điệu quá, nhìn đọc rất là khó ấy. Đây, cả nhà xem thử đĩa gốc của Viết Tân nhá. Thực sự là Viết Tân họ làm các album rất là đẹp, rất là hoàn thiện luôn. Từ bìa đĩa đến chất lượng bên trong đều không thể chê được, rất là hoàn hảo. Ok, thành công trong sự nghiệp, thăng hoa trong sự nghiệp như vậy thì tuy nhiên Lệ Quyên cũng dính phải không ít những cái ồn ào, cũng là scandal liên quan đến chuyện đời tư tình cảm. Chẳng hạn như là hiện tại thì cô đang, em thấy báo chí có nói đến việc là cô đang có một mối quan hệ yêu đương với một chàng phi công trẻ này, hay là trước đó thì báo chí cũng có phản ánh việc là cô lột xác nhờ việc lấy chồng đại gia. Tuy nhiên thì thực tế thì khi mà nghe nhạc thì em cũng không quá là để ý đến những cái chuyện đời tư của ca sĩ quá đâu, mà thực tế thì ai hay, ai hát hay thì em nghe thôi, chứ em không quá là mới móc gì quá là nhiều, trừ khi người ta không phạm pháp hay cái gì là được, còn cái chuyện đời tư của người ta thì kệ người ta thôi. Và nhưng vẫn phải công nhận là Lệ Quyên là một ca sĩ rất là giỏi, cũng rất là tài năng. Em nhớ không nhầm, năm 2003 thì Lệ Quyên có tổ chức một chương trình biểu diễn live show, Quy Show. Quy là viết tắt của Quyên, có mức kinh phí đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Đây là cái live show lúc đó là cái live show lớn nhất tại Việt Nam, cũng như là tạo được tiếng vang rất là lớn cho Lệ Quyên. Ngoài ra thì Lệ Quyên cũng còn làm giám khảo cũng như là cố vấn cho rất là nhiều game show về âm nhạc nữa. Ok, một số thông tin thú vị đó của Lệ Quyên vừa rồi cũng là kết thúc clip đĩa 15 album tuyển chọn của Lệ Quyên ngày hôm nay. Các bác quan tâm những album nào trong số bộ sưu tập này có thể nhắn tin qua Zalo bên em là 0912906897, em xóa đĩa cho mình nhá. Bên những ship CD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua 10 đĩa thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm ạ. Nếu cả nhà thấy clip hay và cũng như là muốn em ra thêm nhiều những cái clip tuyển chọn những cái album đặc sắc nữa thì có thể ấn theo dõi Zalo, theo dõi Facebook cũng như là theo dõi kênh YouTube bên em thường xuyên để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.